Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai con loại động vật mới. Thì ở đây mình có hai con nhái này. Đấy. Và một con thì tôm. Cái này thì mình không biết chính xác tên gọi của nó là gì, nhưng mà theo một cái bạn nhỏ bạn ấy cho mình thì bạn ấy gọi nó là kỳ tôm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hai con nhái đầu tiên nhá. Đây. Hai con nhái này thì chẳng phải là thú cưng gì cả. Nó chỉ là cái thức ăn, cái mồi câu cá lóc thôi. Ở đây thì nếu các bạn nào mà câu cá thì các bạn có thể tìm mua những cái con này ở Tuấn Hàng Xanh, ở ngay chỗ cái vòng xoay Hàng Xanh nhé. Đến đó hỏi mấy bác xe ôm là Tuấn Hàng Xanh bán đồ tô ở đâu thì họ sẽ chỉ cho, thì các bạn sẽ mua được mấy cái con nhái này với giá là 1.500 đồng một con. Đấy, còn nếu bạn nào thích mua làm cảnh thì có thể mua về để nuôi cũng được. Ở đây thì mình bỏ mấy con dế vào để cho nó ăn, nhưng mà hình như nó sợ, bỏ nó vào trong này nó sợ, nó không chịu ăn rồi. Quan sát nhé. Rồi mình sẽ lấy nó ra. Cho các bạn nhìn cận cảnh. Đây. Cái chân của nó thì để xem nào, cái chân trước của nó có 4 ngón này. Đấy, có 4 cái ngón chân. Đấy không nào. Cái chân sau thì lại có 5 ngón này. Đấy, 5 cái ngón chân. Đây nhìn này. À. Cũng khá là mút. Cái này mình mua về cho rắn ăn, nhưng mà mấy hôm nay thì rắn nó không ăn nên là nó vẫn còn sống. À. Rồi, hello, chào các bạn, nhái chào các bạn. Bây giờ đến lượt chúng tôi. Đây, con này để dẹp con một bên. Rồi, bây giờ đến lượt chú Kỳ Tôm này. Để nãy giờ thầy bỏ lại bây giờ. Cái này thì một bạn nhỏ, bạn ấy cho mình thôi. Đây nha. Chân sau nó có 5 ngón này. Đấy, 5 ngón. Đấy. Chân trước ở đây 2, 4, 5 5 ngón luôn. Khác với bọn nhái nhỉ. Cái đuôi nó khá là dài không? Các bạn nhìn thấy đuôi nó khá là dài. Nếu mà đo với cơ thể của nó thì đuôi của nó phải dài gấp đôi đấy. Tức là người nó chia thành 3 khúc thì đuôi nó chiếm mất 2 phần rồi. Đây. Nào các bạn quan sát cái mặt của nó này. Cũng khá là dễ thương và thân thiện. Sạch sẽ và không có mùi hôi. Con này hình như cũng rẻ thôi. Mình thấy họ bán trên mạng hình như là mười mấy ngàn đến mấy chục ngàn một con. Con này nghe nói nuôi là nó sẽ được đến 1 mét nếu mà nó lớn. Con này chắc là còn bé. Thức ăn của nó cũng là dế. Nó cũng ăn dế mà không biết là đấy nó có ăn không. Xem nào. Nhắm mắt lại. Thật là hài hước. Thôi được rồi, có lẽ là nó đang no hoặc là nó đang ngại nên là không ăn. Rồi đây mình sẽ bỏ nó lên vai nhá, bỏ nó lên tay cho các bạn xem nhá. Đấy, khá là thân thiện. Con này nuôi làm thú cưng cũng được. Đấy. Nào, bỏ đi nào. Đấy. Này, chạy nhanh lắm. Sở một cái là chạy mất luôn. Đấy. Rồi, ok. Vâng được rồi, hôm sau mình sẽ làm một cái clip khi mà cái con này ăn. Hoặc là cách để chúng ta chăm sóc nó. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo nhé. Chào các bạn.